Tại khu vực xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, An Giang, nhiều vựa thu mua xoài xuất khẩu giờ đóng cửa, một số nơi vẫn mở cửa cầm chừng nhưng chỉ mua xoài loại 3, tức xoài cóc, để tiêu thụ trong nước. Năm thì trung bình thì coi như là cũng bự nhỏ cũng là khoảng 30 tấn, 11 công 30 tấn, còn riêng năm nay nói chung thì đầu mùa dịch thì cũng thu hoạch hết cũng cả chục tấn dưới tấn vào lọc rồi nữa. Rồi bây giờ còn khoảng chục tấn nữa, năm nay xài cũng bắt mùa, giá thì không có. Tình hình dịch bệnh coi như chịu chung, biết sao giờ giá cả thì coi như là tăng, vật tư cũng tăng. Chủ dừa cũng khó khăn, rồi nông dân cũng khó khăn. Chủ dừa thì mua đem ra ngoài Trung Quốc bao nhiêu, thì đóng cửa kiểu này lâu quá, mình để lâu quá nó quay về. Bán đổ bán tháo là mất tiền, tiền lính mất, tiền nhân công mất, tiền giấy, tiền gỗ mất, tiền xài cũng mất luôn, không lấy lại được gì hết. Đó là trắng tay một cái. Hy vọng những giải pháp sẽ sớm giúp người nông dân tránh được sự bấp bênh và thiệt hại về kinh tế khi phải phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc, giúp người nông dân có được chỗ dựa vững vàng lâu dài.